Hoan hỷ kính chào quý anh chị đã đến với chương trình Nhân tướng học của Phong thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Như quý anh chị đã biết, không phải vô duyên vô cớ mà nốt ruồi lại xuất hiện trên cơ thể con người. Theo các nhân tướng học, từ xa xưa tới nay, nếu mệnh chủ may mắn sở hữu nốt ruồi ở những vị trí này, bạn sẽ có vận may hơn người, tiền bạc rủng rỉnh và sớm tạo nên những thành tựu lớn. Nốt ruồi ở lông mày. Nốt ruồi ở lông mày trong nhân tướng học thường được xem là điểm hỷ thuộc dạng nốt ruồi cát. Nếu may mắn sở hữu nốt ruồi ở vị trí này, bất kể là nam hay nữ, sẽ có một cuộc sống tràn đầy may mắn, đến tuổi trưởng thành sẽ có công danh sự nghiệp hơn, ít khi phải lo nghĩ về tiền bạc. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi trên lông mày màu đen là cực kỳ cát tường, thì nốt ruồi màu xanh đen hơi nhạt lại là bán hung bán cát. Tuy nhiên, bản mệnh có tài lộc nhưng dễ nảy sinh tranh chấp với người thân, họ hàng hoặc sa sút bất ngờ về sức khỏe. Do đó, nếu nốt ruồi ở lông mày có màu xanh đen, bạn nên đi khám sức khỏe kỹ càng, tránh suy nghĩ mông lung hoặc sợ hãi quá đà. Đồng thời, hãy bình tĩnh đối diện với khó khăn, ắt sẽ biến hung thành cát. Nốt ruồi nơi đầu mũi. Theo nhân tướng học, phần mũi được xem là biểu tượng cho tài vận và được gọi là cung tài bạch. Người nào sở hữu cánh mũi đẹp, rộng vừa phải thì tài vận dồi dào. Ngoài ra, phần đầu mũi mà tròn căng không bị nhọn quá và nhô ra thì kinh tế sẽ dư giả hơn người, tiền tiêu không hết. Nếu bẩm sinh nơi đầu mũi có nốt ruồi màu đen nổi lên thì chắc chắn bạn sẽ có tài vận hơn người, tiền bạc rủng rỉnh. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nốt ruồi phải mọc ở đầu mũi thì mới đúng số đại phú đại quý. Nếu nốt ruồi mọc ở cánh mũi thì chia ra thành hai trường hợp. Nốt ruồi ở cánh mũi bên trái là nốt ruồi cát, sẽ là nốt ruồi chiêu tài lộc. Còn nếu nốt ruồi ở cánh mũi bên phải thì ngược lại, chủ nhân sẽ dễ hao tài tốn của thuộc diện nốt ruồi hung. Nếu có điều kiện cần tẩy bỏ đi ngay. Nữ giới mà có nốt ruồi trên má. Nữ giới có nốt ruồi trên má là nốt ruồi bán hung bán cát. Trong thuật xem bói nốt ruồi tử vi phong thủy có nhiều nhận định cho rằng nốt ruồi này giúp chủ nhân vượng vận đào hoa, tài lộc dồi dào. Điểm không tốt lành của nốt ruồi này nằm ở chỗ chỉ số đào hoa càng nhiều, tài lộc càng tốt thì hạnh phúc riêng tư lại càng dễ bị công kích. Thực tế cho thấy, càng lớn tuổi, người phụ nữ sở hữu nốt ruồi trên má lại càng hấp dẫn và cuốn hút người khác giới. Chưa kể là tài vận cũng thăng hoa không kém. Nét quyến rũ của họ tới từ kinh nghiệm sống và mức độ tâm lý, nhiệt tình với người xung quanh. Nhược điểm của việc này là cuộc sống gia đình chịu nhiều biến động do hôn nhân được thêm nếm quá nhiều gia vị. Nếu kết hôn sớm, họ sẽ gặp phải không ít trắc trở trong chuyện tình cảm do nam bị yếu thế bởi kinh tế không dư giả bằng vợ, từ đó dễ nảy sinh tâm lý ghen tuông vô cớ để kiềm tỏa và hạn chế những vệ tinh không đáng có xung quanh người phối ngẫu. Lập gia đình muộn và tìm người bạn đời có tâm lý bao dung độ lượng, đôi bên cùng học cách chia sẻ và thấu hiểu nhau, người phụ nữ có nốt ruồi trên má sẽ được hài hòa cả về tài lộc và hạnh phúc hôn nhân. Tất nhiên, bản thân họ cũng cần tránh việc để xảy ra những rung động tình cảm không đáng có. Nam giới có nốt ruồi dưới nách. Nam giới mà có nốt ruồi dưới nách là người chính trực, khẳng khái, không câu nệ tiểu tiết, rất đào hoa và có duyên, khá mềm yếu trước vẻ đẹp dù rất bản lĩnh. Điểm yếu của họ là nhiệt tình quá mức, làm việc hay là dựa trên cảm tính, đôi khi thiếu quan sát kỹ nên hay bị người khác lợi dụng, đặc biệt là phái yếu. Tử vi phong thủy dự đoán ngoài 40 tuổi khi đã có chỗ đứng vững chắc trong sự nghiệp, kinh tế ổn định, người này đặc biệt chú ý tới vận đào hoa của mình, tránh để người bạn đời phải lo lắng bất an. Càng bị người nữ vây quanh nhiều, nam giới có nốt ruồi dưới nách, càng phải lao tâm khổ tứ, dễ rơi vào cạm bẫy. Nhẹ thì lao tâm khổ tứ, tài vận sa sút, nặng thì hôn nhân rạn nứt, danh vị lung lay. Muốn giữ êm ấm, nhiều bề trong cả tài vận và tình cảm, bản thân nam giới có tướng mạo kiểu này cần tránh, không vô tình tạo điều kiện cho người khác xen vào hạnh phúc cá nhân, tích cực trao đổi chia sẻ với vợ hoặc người yêu để xóa bỏ hiểu nhầm không đáng có và luôn tách bạch tài chính, công tư minh bạch. Nốt ruồi mọc ở bụng. Người xưa quan niệm ai có nốt ruồi mọc ở vị trí bên dưới rốn khoảng 2 đốt ngón tay thì chắc chắn người ấy cả đời không phải lo lắng về tài chính, kinh tế và cả ẩm thực. Vì vùng bụng dưới này tượng trưng cho việc ăn uống no đủ, kinh tế dư giả, gia đình sung túc.
nhiều người còn cho rằng nốt ruồi ở nơi càng kín đáo, không dễ bị người khác nhìn thấy thì càng tốt, hay đem lại may mắn. Hãy cúi xuống nhìn thật kỹ bụng dưới của mình, nếu bạn sở hữu một mụn ruồi ở đúng vị trí đó thì xin được chúc mừng. Nốt ruồi ở vị trí cách rốn hai đốt ngón tay đã tốt, nhưng nếu mọc ở ngay trong rốn thì tài vận lộc lá còn dồi dào bội phần. Đa phần người có nốt ruồi mọc ở ngay trong rốn sẽ được ăn sung mặc sướng cả một cuộc đời, sống trong nhung lụa mà chẳng bao giờ phải bận tâm đến chuyện tiền nong. Nốt ruồi kim quỹ ở hõm nách. Nốt ruồi nào mọc ở khu vực hõm nách nhưng hơi lệch về phía đôi bầu ngực được gọi là nốt ruồi kim quỹ. Kim quỹ ở đây cũng chính là tiền bạc tài vận. Trước đây, ở các tiệm cầm đồ hoặc trong các gia đình quyền quý, người ta thường hay cất giữ tiền vào chiếc túi vải, nhét vào nách cho kín đáo và đỡ bị trộm cắp. Ngày nay, người ta thường ví rằng có nốt ruồi ở nách cũng chẳng khác nào bạn đang kẹt một chiếc ví giày cứng trong người. Người nào mà có nốt ruồi ở vị trí này đa phần sinh trưởng trong gia đình giàu có, khi trưởng thành được sống sung sướng, không mấy khi phải lo lắng đến chuyện tiền nong. Và ở phần tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay, Phong Thủy Gia Cát sẽ giúp anh chị tổng hợp ra những con giáp có những đặc điểm trên thì vận trình trong năm Canh Tý sẽ gặp nhiều tai họa, tài lộc giảm sút, gia đạo không được bình an may mắn. Đầu tiên đó là mệnh chủ tuổi Thân. Tam hợp quý nhân có nhiều sự giúp đỡ cho công việc hanh thông, cơ hội cầu tài càng nhiều hơn. Năm Canh Tý Thái Tuế Tý Thủy là tam hợp quý nhân của người tuổi Thân. Vận thế tổng thể coi như không tệ nhưng cũng không nên quá lạc quan. Về mặt sự nghiệp có lợi chính là tam hợp với chi năm, hơn nữa Thái Tuế là thương quan của mệnh chủ tuổi Thân. Điều này có nghĩa là mệnh chủ năm nay có nhiều cơ hội hợp tác không tồi. Được Thái Tuế tương trợ nên vận hạn của những mệnh chủ tuổi Thân rất cát lành. Mệnh chủ tuổi Thân năm nay vượng về vận quý nhân, nhất là vào các tháng 3, 6, 7, 9 và 10 âm lịch. Về sự nghiệp cũng được nở mày nở mặt, chỉ cần cố gắng có chí tiến thủ, ắt sẽ có thành quả tốt. Có sự xuất hiện của tướng tinh trợ mệnh giúp ích cho những ngành nghề như văn thư, nghiên cứu khoa học, sáng tác nghệ thuật, thiết kế rất nhiều. Năm nay, hãy sử dụng kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế chiêu mời các tinh, hóa giải toàn bộ hung tinh của năm 2020. Vận quý nhân tương đối vượng, mọi việc đều có sự trợ giúp, không chỉ thân tâm vui sướng, năng lực được phát huy, sẽ càng xuất hiện không ít cơ hội thăng tiến. Vì là năm của sự nghiệp hanh thông, quyền thế, thu nhập đều có đột phá. Hơn nữa, tứ lục văn xương tinh đến là khôn của thân. Một vài người làm nghề tự do kinh doanh buôn bán văn nghệ thiết kế đang có chủ tính thực hiện các dự án thiết kế, phát huy sáng tác sẽ có nhiều biểu hiện tốt hơn. Bất lợi đó chính là bạch hổ, chỉ bối, địa sát, dễ mang đến cho mệnh chủ tuổi Thân một vài khẩu thiệt thị phi, cần hết sức tránh và giảm thiểu những tổn thất không đáng có. Về mặt tình cảm, Thái Tuế thương quan hợp thân, mệnh chủ tuổi Thân có vận thế trong năm rất vượng, có thể chủ động bỏ ra công sức để kinh doanh, tình cảm trong cuộc sống cũng nhiều hơn sự ngạc nhiên và lãng mạn. Các bạn nam nữ mệnh chủ tuổi Thân trong năm nay có mối quan hệ xã giao rất tốt, ngoài ra có lợi cho việc mang bầu và làm ấm hơn tình cảm trong gia đình. Nhưng vì thương quan bất lợi cho phu tinh nên với những bạn đơn thân cần kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp để nửa kia xuất hiện, không nên nóng vội. Mệnh chủ tuổi Thân năm nay hợp Thái Tuế cơ hội rất nhiều, tuy gặp quấy rối bất lợi của hung tinh nhưng chỉ cần có lòng tin kiên định thực hiện, biểu hiện năng lực của bản thân cho thật tốt, tích lũy trí tuệ sẽ có được phần thưởng cùng với sự tôn trọng xứng đáng. Để hóa giải vận hạn và tăng cường thêm tài lộc may mắn cho năm 2020, bạn hãy sử dụng vật phẩm phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn theo sự hướng dẫn của chuyên gia phong thủy để hộ thân tăng cường tài lộc của mình. Tuổi Sửu tiến sang năm 2020, vận trình của tuổi Sửu vào năm Canh Tý sẽ có khá nhiều thay đổi. Canh Thổ Tuế Can lộ xuất thương quan, Thái Tuế Tý Thủy tọa tại thứ tài ca tinh. Thương quan sinh thứ tài mà Thái Tuế Tý và con giáp Sửu tạo thành cục diện nhị hợp nên sẽ có nhiều tin vui báo về. Tuổi Sửu năm 2020 cho thấy nếu hợp tác làm việc thì hiệu quả công việc tăng cao, các kế hoạch đề ra cũng chỉn chu hơn, nhất là những ai làm kinh doanh buôn bán thì càng thấy rõ quả mức lợi nhuận tăng lên rõ rệt. Thứ tài vượng có lợi cho các dự án thủy lợi ẩm thực, tài lộc về nhà nhiều như nước, bản mệnh kiếm được tiền bằng chính tài trí của mình. Hơn nữa, tài lộc toàn tự tìm đến với tuổi Sửu, chứ con giáp này chẳng cần phải tìm kiếm mất thời gian. Tài lộc bất ngờ, ngoại tài, các khoản đầu tư đều thu được nguồn thu lợi lớn, con giáp này dễ dàng có tiền trong tay.
tuế can, lộ xuất thương quan. Trong công việc cần lưu ý, kẻo vướng họa khẩu thị thị phi, hãy cẩn trọng với hành động và lời nói của mình. Tốt nhất là nói ít làm nhiều để hạn chế nói nhiều nói sai mà bị hiểu lầm hoặc kẻ tiểu nhân xúc xiểm. Vậy nên hãy luôn mang theo bên mình pháp khí, hộ thân, kim bài thái tuế để nghênh đón quý thần, hóa giải hung tinh, trọn đời luôn được bình an may mắn. Trong năm tam tai thì con giáp này còn có thể đón những tin chẳng mấy tốt lành, tuy nhiên chỉ ở mức độ nhẹ. Bản mệnh có thể làm việc thiếu do dự, quyết đoán, không đủ tự tin sẽ dẫn đến thất bại khó tránh. Cần phải chủ động tích cực trong việc thể hiện của mình. Nắm giữ thời cơ thì sẽ dễ dàng có được mục tiêu mình muốn. Tuy nhiên, trong năm thủy khí quá vượng do chịu ảnh hưởng của thái tuế tí thủy, con giáp này dễ cảm thấy áp lực và nặng gánh khiến cho tinh thần căng thẳng, không được dễ chịu thoải mái. Điều này không có lợi chút nào cho sức khỏe, nên tìm cách để cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Làm việc chăm chỉ nhưng cần phải nghỉ ngơi giải trí phù hợp, tự tạo ra niềm vui và cảm hứng cho mình. Có thế mới tránh được sự tác động xấu đến sức khỏe. Hàng ngày thì nên dành thời gian để tập luyện thể dục thể thao, tăng cường sức đề kháng, cũng đừng quên tâm sự, chia sẻ với người thân và gia đình. Vừa tăng tình đoàn kết mà còn vừa có thể điều tiết được cảm xúc của mình. Để được bình an trong cuộc sống, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu. Về sự nghiệp năm 2020 của tuổi Sửu, canh kim lộ xuất thương quan, tí thủy tọa tứ tài. Trong năm nên tăng cường hợp tác làm ăn kinh doanh, tiến hành các chiến dịch quảng cáo, thành tích đạt được sẽ tăng cao, sự thành công cũng theo đó mà tới. Các dự án sẽ tự tìm đến tận nơi. Vậy nên đừng quên mang theo bên mình kim bài thái tuế năm 2020 để được bình an, may mắn. Tuổi Sửu cần phải tập trung cụ thể vào một số hạng mục mà ở đây thì các dự án thủy lợi, thủy sản, ẩm thực sẽ có lợi hơn cả. Hợp tác để làm ăn sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ, sớm đạt được mục tiêu của mình, dễ dàng tìm được đối tác đáng tin cậy để bắt tay nhau trong một thời gian dài. Tuy nhiên, nếu nói về chuyện thăng tiến thì năm Canh Tý này, tuổi Sửu không có tín hiệu rõ rệt về việc tăng chức. Tuế can lộ xuất thương quan tinh tượng trưng cho sự kích động và xung đột với cấp trên. Vì thế, nếu muốn đạt được chức vị cao hơn thì khá là khó, trừ khi có được thành tích làm việc cực xuất sắc. Đó sẽ là tấm bằng để bạn tiến lên. Một số ít người tuổi Sửu vẫn có cơ may thăng chức, song cũng không quá lớn, gần như chỉ thay đổi chức vụ, vị trí làm việc mà thôi. Vậy nên hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu. Năm canh kim lộ xuất thương quan tí thủy tọa thứ tài, tuổi Sửu năm 2020 sẽ có tài lộc tìm đến tận nơi. Tí Sửu lâm nhị hợp trong năm, vượng tài vượng lộc, mà thứ tài chỉ lối dẫn đường con giáp này nên tập trung vào các dự án đầu tư sẽ có lợi hơn. Nếu có ý định kinh doanh cần phải tìm địa điểm giao thông thuận tiện, có lưu lượng người qua lại đông đúc, như thế mới dễ dàng thu hút được một lượng lớn khách hàng tiếp cận tự nhiên. Muốn kiếm tiền lâu bền cần phải biết tính toán, đừng chỉ ngồi một chỗ ôm cây đợi thỏ. Muốn tiền đẻ ra tiền thì hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh để được lộc tài vượng tiến, suốt đời bình an. Tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ trong năm phạm tam tai 2020, con giáp này phải đối mặt với những áp lực nhất định, mối quan hệ với cấp trên không được tốt, chẳng được tạo điều kiện phát triển đúng với khả năng của mình. Cấp trên có thể không thể hiện rõ ràng ra bên ngoài, nhưng âm thầm để ý quan sát tuổi Tỵ, chỉ cần lơ là sơ suất thiếu tập trung là có thể nhận lời khiển trách ngay lập tức. Họ không trực tiếp gây áp lực cho con giáp này. Tuy nhiên, cần phải tự biết mà nhắc nhở bản thân, bởi đó có thể là cách mà cấp trên đang dùng để thăm dò thực lực, quyết định những vị trí trong tương lai cho bạn. Mối quan hệ với cấp trên không tốt, bản mệnh khó được trao cho cơ hội để thể hiện mình, cũng không có không gian để phát triển năng lực đúng với mong đợi. Công việc không quá phức tạp nhưng không có cơ hội thăng tiến, khiến con giáp này nhụt chí, chán nản. Điều đó có thể dẫn đến hành động lơ là, sơ suất trong công việc, mà hậu quả là bản mệnh sẽ bị cấp trên nghiêm khắc, nhắc nhở, trách phạt. Khoảng thời gian này không có áp lực thực sự, nhưng vô khối những điều khó khăn mà những chú rắn phải chịu đựng, bởi đây có thể là thời điểm thử thách được đặt ra cho bản mệnh để xem có thể bứt phá được hay không. Để cho sự nghiệp được hanh thông may mắn, người tuổi Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu. Tuy cơ may thăng tiến không nhiều nhưng nếu con giáp này kiên cường, giữ vững mục tiêu, cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để chứng tỏ năng lực của mình thì sớm muộn gì cũng sẽ được đền đáp mà thôi. Đừng vì chán nản bất mãn mà buông xuôi, cũng đừng tìm cớ lách luật qua mặt cấp trên, sẽ chẳng có tương lai tốt đẹp.
Còn xét về đường tài lộc có thể do canh kim lộ xuất thiên tài mà chính tài sinh chính quan tọa tại Tý Thủy nên việc cản trở trong công việc chính. Thủy hỏa bất dung khiến cho thu nhập từ công việc chính khó bể gia tăng. Tài lộc trong năm Canh Tý chủ yếu là những nguồn thu phụ. Thái tuế hóa thiên tài đầu tư ngắn hạn sẽ có lợi hơn. Đừng tham lam mà đầu tư lâu dài, càng không nên đầu tư mạo hiểm hay chơi cờ bạc đỏ đen. Nếu có dự định đầu tư thì cần phải tìm hiểu rõ về các quy định của pháp luật, áp dụng đúng quy định, đồng thời xem xét thật kỹ để tránh những tổn thất thiệt hại nghiêm trọng. Nếu kiếm thêm việc làm, thu nhập từ nghề tay trái cũng ổn định và vững vàng, góp ít thành nhiều, tích tiểu thành đại, chăm chỉ làm lụng thì sẽ có được khoản thu kha khá để cuộc sống được dễ dàng hơn. Đặc biệt là từ người kinh doanh buôn bán, chỉ cần tranh thủ dùng tâm bất thuận là mở rộng khách hàng mới hay việc tăng ngạch tiêu thụ đều có chỗ giành được lợi ích. Ngoài ra do năm tiểu hao và nguyên thần còn gọi là đại hao chiếu mệnh nên trong năm nay mệnh chủ có những hao tổn trong tài vận, cần chú ý nhiều hơn về vấn đề tiểu tiết để tránh trường hợp thất thoát tài lộc ngoài ý muốn. Để tốt nhất, mệnh chủ cần sử dụng pháp khí phong thủy thất tinh bát quái trận đồ treo trong phòng khách để kích hoạt cung tài vận và quan vận, rất tốt cho những người làm ăn kinh doanh muốn cầu tài chiêu lộc và những người làm công chức muốn thăng quan tiến chức. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết của tuổi quý anh chị, hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.